Sau hơn 3 tháng trồng, bà con nông dân đã bắt đầu có thể thu hoạch lá để bán phục vụ, cung cấp nguồn nguyên liệu chế biến từ cây dược liệu atiso. Với lợi thế các bộ phận của cây atiso như thân, lá, hoa, rễ đều được sử dụng để chế biến dược liệu. Năm nay, đối với diện tích atiso trên địa bàn thị xã, đã thu được gần 2.000 tấn lá. Sản lượng này được công ty Chafaco Sapa đã tiến hành thu mua toàn bộ làm nguyên liệu theo đúng hợp đồng cam kết. Với chủ trương là khai thác thế mạnh của Sapa trong phát triển cây rau hoa dược liệu, thì về lĩnh vực phát triển cây dược liệu thì hộ dân thường xuyên là tuyên truyền cho hộ viên nông dân sản xuất, liên kết sản xuất với công ty Chafaco, với cái trách nhiệm là cái trước hết là phải đảm bảo sản xuất theo đúng tiêu chuẩn để đảm bảo cái giá trị sản phẩm. Thì chỉ tới giờ là vận động bà con nhân dân là giữ đúng cái hợp đồng với công ty Chafaco, tạo điều kiện để cho người dân là có một cái sinh kế lâu dài trong phát triển dược liệu. Hoa atiso với những công dụng tuyệt vời dành cho sức khỏe như chữa các bệnh yếu gan, thận, viêm thận cấp tính và kinh niên, sưng khớp xương. Hoa atiso Sapa từ rất lâu đã được người tiêu dùng vô cùng ưa chuộng. Năm nay, hoa atiso được giá hơn so với những niên vụ trước. Giá bán 1kg hoa atiso tươi dao động từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng trên kg. Hoa sau khi được cắt về phơi khô có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng trên kg. Toàn bộ sản lượng hoa atiso đều được các tiểu thương trong và ngoài tỉnh thu mua để bán ra thị trường và phục vụ chế biến dược liệu. Các sản phẩm từ hoa atiso gồm có trà hoa atiso sấy khô, cao atiso, hoa atiso được mùa, được giá đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập và niềm vui cho bà con nông dân. Và hiện tại chúng tôi đang thu hoạch atiso thì đến mùa thu hoạch thì chúng tôi đang thu thì những anh chị cho chúng tôi làm công ạ, tạo công ăn việc làm cho chúng tôi ạ. Và xóa đói giảm nghèo. Phát triển vùng trọng điểm về cây dược liệu, trong đó có cây atiso giữ vai trò quan trọng đang được các cấp, các ngành và thị xã Sapa đặc biệt quan tâm để mang lại những cây trồng chủ lực, không những phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương mà còn mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế, xã hội của thị xã Sapa.